ចាតួរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីខណៈនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងទូកនៃសារបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាហើយយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃការនៃសារបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការរស់នៅលើទឹករបស់ពួកគាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងណាទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយស្របពេលថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានកំផ្លោកអណ្ដែតនៅពេញផ្ទៃទឹកហើយទន្ទឹមនឹងការអណ្ដែតរបស់កំផ្ល
nó ban tranh tụ tới rồi đó về dân châu máu vi châu mà muốn dân dân cai vi tranh dân châu tụ bình các bạn này cái na đại viên đại nó dân gặp ban rồi thì dân bạc tới hùa dân tới tranh tới airport vi vi bạn bạn đua tặng mà prà tại em đang thơ mà chơi chơi trom chốc sau trom ban buôn prà mơn ba bảy mơn nơi sau bị bảy mơn khâu chơi này khâu đã ra vi sát chiêng môn sát tây chiêng môn đó về tắc à toàn đăng thế đăng cả thôm đăng cả tôi tề bà đại bông hồ si thấy về bà chẳng anh à hồ ắt ban chẳng anh chẳng hồ ban tinh tinh ắt khục khoản đằng côn tây riêng chẳng anh à ta nhâm phần kê thuyền tha bông đồ bì ca này sát màu lụa chia cường tê nơi 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 lơ tụ bình dạ pê bảo màn chân nam ấy đại bông chụp này sát đó nè pi bị chân nam ấy này hay mà lụa chập hồi tình tuổi chẳng anh à này vậy chăm bây giờ ngặt lụa tới giờ miên một lỗ bỏ ai rồi bây giờ nơi này sạt chẳng giờ lụa ai phụ này sạt kia nè rồi chẳng anh à ngay bây giờ ngặt rồi tới tới giờ mà rồi một lỗ bỏ này bạn man lôi dài con tới riêng tới ấy chẳng anh à bây giờ ngặt sao món giờ miên ai hộp ngặt miên tê cho chú đại bong cho chú mau lịch tục lịch ấy chẳng anh à ngay giờ thòm to su chẳng anh à kê mạch giờ chẳng anh à bạc lăng mong vậy cho bà đừng vậy tham biệt tham mệt nâng ngay bên nào chui chẳng có nắp cục cloud về mau nai chẳng chứ mình đang tập bưng nà rồi như thế nào chẳng có nắp bạc lăng vậy chẳng chứ mày tập tật ngủ rồi ngủ được cả đây nâng ngay ăn miếng tập phở món vậy cho ăn miếng tập phở nhưng thòm ớt xanh đó nâng ngay cha tôi đã xin được cái chốn bản tòa pì bàn chụp xã xuôi cho mùi nồng bong ôn nè rồi nơi lời tụng tì tàn đi tòa cứ bộ quạt lực lang thang thanh thập hiệp này ca này sao rồi bộ quạt cứ nơi tai chụp ca lồng bàn đặt đá cứ bộ quạt mình sờ ai rộp bàn đội môn được tề hay tụt tâm nâng ca ẩn đá này ở cầm plau nơi lớp tây tận đi tiệt sao cứ bằng co chỉ phò lồng bàn đòi bộ quạt nồng ca rồi nữ tàng ca này sao phẳng đài mỗi viên tiết ca tơ này cầm plau này cứ bằng co chỉ phò lồng bàn đòi bộ quạt tàng ca chân chồ tì tàn rồi bộ quạt tàng ca này sao hay tàng ការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរគឺបងស្រីបានលើកឡើងថានៅពេលដែលកំ្លោកនៅពេញគឺពួកគាត់មិនមានទឹកប្រើប្រាស់នោះទេហើយជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅនាងខ្ញុំនេះគឺជាកំ្លោកដែលអណ្ដែតមកពីផ្ទៃខាងលើហើយមកទៅនៅទីតាំងមុខសន្តិការសុខានេះដែលបង្កជាផលលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅលើទូកនៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដង ពីនេះខ្ញុំអ៊ីសាហាសនាភីអិនអិនធ្វើសេក្រារីការពីទីតាំងទូកនេះសារបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅខាងមុខសន្តិការសុខារាជធានីភ្នំពេញ